Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin sáng ngày 16 tháng 8, 2021 của kênh Sóng Ngầm TV. Thưa quý vị và các bạn, vào giữa những năm 1970, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman 3 với độ chính xác cao hơn đã được đưa vào trang bị cho quân đội Mỹ với độ xe số vòng tròn đồng tâm lớn nhất CFP của đầu đạn không quá 200 mét. Người Mỹ có thể nhắm vào các giếng phóng tên lửa ICBM của Liên Xô mà tọa độ của chúng đã được biết đến nhờ trong sau vệ tinh mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Moscow đã nhận ra mối đe dọa và bắt đầu khẩn trương giải quyết vấn đề tìm kiếm đối trọng với Minitman 3. Viện Kỹ thuật nhiệt Moscow, MITT, bắt đầu phát triển một tổ hợp mới về cơ bản dựa trên ICBM mới, với nguyên tắc số 1 là tổ hợp phải được đặt trên phương diện vận tải, bệ phóng tự hành. Tổ hợp mới phải di chuyển gần như liên tục để đối phương không có khả năng theo dõi hàng chục tổ hợp cùng một lúc và cơ hội tìm thấy chúng trong các khu rừng rậm ở phía bắc phần châu Âu của Liên Xô hoặc trong rừng Taiga ở Siberia là gần như bằng không. Tuy nhiên, Ngoài việc chế tạo tên lửa mới, còn phải thiết kế bệ phóng tự hành trên khung gầm có khả năng vận chuyển tên lửa hạng nặng. Nhiệm vụ này đã được giao cho nhà máy chế tạo máy kéo bánh lốp Minsk và nhà máy sản xuất Barikady, Volgograd hợp tác phát triển. Semas 7971, bố trí bánh 14x12, được trang bị động cơ Turbo Diesel V12, công suất 710 mã lực, đạt tốc độ tối đa 40 km/h và có thể chạy được quãng đường khoảng 400 km với một quả tên lửa trên lưng các cuộc thử nghiệm ICBM mới đã bắt đầu vào mùa thu năm 1982 và đến mùa hè năm 1985, các tổ hợp đầu tiên được nhận vào làm nhiệm vụ chiến đấu thử nghiệm. Về mặt chính thức, hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa cơ động Topol đã được đưa vào biên chế trong lực lượng tên lửa chiến lược của Liên Xô vào cuối năm 1988. Tên lửa RS-12M Topol là tên lửa 3 tầng, trọng lượng phóng 45,1 tấn. Tên lửa được đặt trong thùng kín, bên trong có hệ thống thông gió giúp duy trì nhiệt độ và độ ẩm ở mức ổn định. Ở trạng thái này, tên lửa có thể được lưu giữ trong toàn bộ thời gian sử dụng trong hàng chục năm. Topol là ICBM nhiên liệu rắn nên có thể được triển khai rất nhanh, khá dễ vận hành và thân thiện với môi trường. Đầu đạn nhiệt hạch đơn khối có đương lượng nổ trong khoảng 500 đến 800 kt kiloton. Tên lửa Topol có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 11.000 km, tiếp cận bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Đến năm 1999 bất chấp những khó khăn về kinh tế. Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga đã có hơn 360 bệ phóng Tobol. Việc triển khai hàng loạt tên lửa này đã đảm bảo an ninh cho Nga. Có lẽ ai đó ở phương Tây đã muốn tan vỡ, nước Nga bị suy yếu trong những năm đó. Nhưng tiêu chí thiệt hại không thể chấp nhận được đã khiến cả các chính trị gia và tướng lĩnh dừng lại. Vào cuối những năm 1990, Liên Xô bắt đầu sản xuất hàng loạt tổ hợp Tupol-M, được cập nhật với tên lửa RS-12M2 hiện đại hơn, được NATO định danh là SS-27 B. Nó được trang bị một đầu đạn mono block với sức công phá 1 megaton, tương đương 1 triệu tấn thuốc nổ TNT. Tên lửa nâng cấp có độ chính xác cao hơn, ít bị tổn thương hơn trước các tác động của các hệ thống phòng thủ tên lửa. Có thể cơ động, chống xung điện tử và mang theo một bộ đầu đạn giả. Tên lửa RS-12M2 nặng hơn so với người tiền nghiệm. do đó khung của bệ phóng và được sửa đổi. Xe mang phóng tên lửa này có 16 bánh, 16 x 12, động cơ trở nên mạnh mẽ hơn, lên tới 800 mã lực. Đến đầu những năm 2010, ngành công nghiệp tập trung vào tên lửa RS-24 giáp mới mà NATO gọi là ss 27 hai. Cuối cùng, tên lửa mới sẽ thay thế tất cả các thủ hồn. Ưu điểm chính của RS-24 Yaks là 4 đầu đạn với sức công phá từ 300 đến 500 kg mỗi đầu và tầm bắn tối đa lên tới 12.000 km. Ngoài ra, tên lửa này có thể được phóng từ bất kỳ điểm nào trên đường tuần tra. Hiện nay, tên lửa Yaks là lòng cốt của lực lượng tên lửa chiến lược Nga. Trong thời gian gần đây, tiềm lực của bộ ba hạt nhân Nga sẽ được củng cố thêm nhờ ICBM RS-28 Samat đầy hứa hẹn. Một số đặc điểm kỹ thuật và chiến thuật của nó đã được tiết lộ lần đầu tiên vào năm 2019. Samat có tầm bắn lên đến 18.000 km và mang được 10 đến 15 đầu đạn hạt nhân, bao gồm cả đầu đạn dẫn đường siêu thanh Avangard, đạt tốc độ mắt 15, tương đương 18.555 km h Tốc độ bay cực cao và khả năng cơ động của Avangard khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương trở nên vô dụng vì hầu như không tên lửa nào có thể bắn hạ nó ở tốc độ như vậy. Hãng tin Sputnik cho biết, đến năm 2024, các tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM trên đất liền Tupol, tên gọi của NATO là SS-25 Sigler, thực hiện nhiệm vụ trực chiến từ cuối những năm 1980 sẽ ngừng hoạt động. Thay vào đó là ICBM RS-24 Yars và RS-28 Samad. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.